Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cùng Học Excel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học một vấn đề tương đối là rắc rối ở trong Excel, đó chính là in ấn chuyên nghiệp. Vậy nếu các bạn thấy nội dung này hay và thú vị, có ích cho các bạn thì các bạn hãy ấn like, subscribe kênh của mình để ủng hộ mình các bạn nhé. Ok, nói đến vấn đề in ấn thì rất nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn đúng không? Trong khi nhiều người trong chúng ta in ấn rất dễ dàng ở trong Microsoft Word, thì khi mà chuyển sang Excel thì chúng ta lại cảm thấy vô cùng là rắc rối. Trang in của chúng ta in ra vừa xấu lại vừa không đúng khổ giấy, cỡ giấy. Nói chung là chúng ta sẽ không in được, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học 3 bước này. Đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết triệt để vấn đề bằng cách hướng dẫn các bạn in chính xác và không thừa không thiếu trang giấy của chúng ta. Và thứ hai là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách in lặp lại tiêu đề. Và thứ ba là chúng ta sẽ học cách đánh số trang in trong Excel dễ dàng như ở trong Word. Và chúng ta chuyển luôn sang phần đầu tiên này. In chính xác này. Ở đây chúng ta có một trang in và có một vùng màu xanh lá cây này là vùng chúng ta muốn in. Và chúng ta sẽ thực hiện 3 bước. Bước 1 là chọn khổ giấy. Chọn khổ giấy thì các bạn vào page layout. Chúng ta có một phần ở đây. Chúng ta có thể là chọn khổ giấy in dọc và chọn khổ giấy in ngang. Như các bạn đã thấy. Và chúng ta sẽ thực hiện bước 2 này. Bước 2 là chỉnh sửa 3 vùng là một. Ở đây thì mình đặt tên 3 vùng là vùng chứa văn bản, vùng muốn in và vùng giấy in. Vùng chứa văn bản của chúng ta là vùng màu xanh lá cây này, tất cả chúng ta đều biết rồi. Và vùng chúng ta muốn in là vùng được bao bởi đường viền nét liền ở đây. Đúng không? Và vùng chứa giấy trang giấy in của chúng ta là vùng nét đứt ở đây. Vấn đề của chúng ta bây giờ là chúng ta phải đồng nhất ba cái vùng này lại thì nó mới chính xác được. Ví dụ trong trường hợp này là ba vùng không đồng nhất này. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây cái trang in của chúng ta khi mà in ra thì nó sẽ in được một phần của chữ ớ này và một phần của chữ vùng in ấn thứ ba. Các bạn có thể ấn Ctrl P để kiểm tra. Các bạn thấy không? Nếu mà in ra được một cái trang này ra thì chắc là chúng ta sẽ rất là thất vọng đúng không? Và chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa lại thì các bạn thực hiện rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc di chuột này, chúng ta kéo nó vào vùng chúng ta muốn in và vùng chứa văn bản là một này. Sau đó chúng ta lại di chuột và kéo vùng trang in đồng nhất lại với vùng chứa văn bản và vùng chúng ta muốn in. Và như các bạn đã nhìn thấy ở đây là chúng ta thấy một cái vùng in ấn nó đã nằm trọn ở trong cái khổ giấy của chúng ta rồi. Và các bạn ấn Ctrl P. Chúng ta sẽ thấy là có một trang in rất là đẹp. Và chúng ta còn một cái bước nữa là căn lề. Chúng ta ấn Ctrl P này. Chúng ta có một cái phần page setup ở đây, chúng ta sẽ căn lề trái phải trên dưới cho nó nhé. Và các bạn vào phần margin này, chúng ta sẽ thấy là các cái khoảng cách giữa lề trái phải trên dưới header footer chúng ta có ở đây. Và nếu mà cái trang giấy của chúng ta nó không được đẹp, chúng ta có thể chỉnh tăng hoặc là giảm các cái khoảng cách này lại. Ngoài ra các bạn để ý hai phần là phần horizontally và vertically này, tức là ở đây này, horizontally là căn giữa trái phải. Chúng ta click vào phần này thì nó sẽ căn vào giữa trái phải trang. Và vertical tree là căn giữa trên dưới. Chúng ta click vào đây thì nó sẽ vào giữa trang. Đó. Các bạn, ở đây trong trường hợp này thì mình chỉ click ở phần đầu thôi. Chúng ta ấn OK này. Và cái trang in của chúng ta sẽ nằm gọn ở trong một cái khổ giấy rất là đẹp như thế này. Và chúng ta chuyển sang phần thứ hai, ví dụ thứ hai này. Chúng ta có một cái ví dụ phức tạp hơn về một cái bảng chấm công. Cái bảng chấm công này như các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn vào View, các bạn vào phần Page Break Preview này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này, cái vùng mà chúng ta muốn in nó đã sát với lại cái vùng chứa văn bản rồi, đúng không? Tuy nhiên, cái vùng mà chúng ta chứa trang giấy thì nó lại chưa nằm đúng, thì chúng ta lại phải kéo ra. Chúng ta kéo ra này. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta kéo ra. Và chúng ta lại ấn Ctrl P. Thì lúc này cái vùng mà chúng ta muốn in đã nằm gọn ở trong một trang in rồi. Các bạn thấy không? Bằng những thao tác rất là đơn giản, chúng ta có thể là in một cái dữ liệu tương đối là rộng và phức tạp như thế này, nằm gọn trong một trang rất là đẹp. Nếu mà các bạn muốn reset lại tất cả những cái cài đặt in ấn vừa rồi thì các bạn vào này, break, các bạn vào remove này, hoặc là các bạn remove phần print size. Nếu mà remove thì trang in của chúng ta sẽ rất xấu và chúng ta lại phải chỉnh lại như chúng ta vừa chỉnh vừa rồi, đúng không các bạn? Chúng ta xong một cái phần ví dụ thứ hai, một cái trang in phức tạp hơn. Chúng ta chuyển đến phần ví dụ thứ ba này, in lặp lại tiêu đề.
vẫn là cái bảng chấm công vừa rồi. Tuy nhiên thì cái bảng chấm công này nó lại dài hơn. Và khi mà chúng ta ấn Ctrl P này thì nó sẽ in ra rất nhiều trang. Đúng không? Và như các bạn đã thấy là cái phần trang in của chúng ta ở trang thứ hai thì nó lại không có phần tiêu đề. Bây giờ chúng ta phải lặp lại cái tiêu đề đó bằng cách như sau. Các bạn vào phần Page Layout, sau đó các bạn vào phần Print Title ở đây. Và các bạn sẽ thấy là Round to Repeat này, tức là chúng ta repeat, tức là lặp lại, chúng ta muốn lặp lại cái trang nào ở vị trí top, tức là vị trí đầu tiên. Các bạn click vào đây, sau đó các bạn chọn này, chúng ta lặp lại cái vùng này đó. Các bạn chọn 3 trang nhé. Nếu các bạn lặp lại một trang thì các bạn chọn một một dòng, nếu các bạn chọn một dòng, mà các bạn lặp nhiều dòng thì các bạn chọn nhiều dòng. Và sau đó chúng ta ấn OK. Thì lúc này các bạn ấn Print Preview này thì nó sẽ lặp lại cái phần trang in của chúng ta ở phần thứ hai này. Phần tiêu đề của chúng ta đã rất là rõ ràng, chúng ta có thể xem lại phần tiêu đề rất là dễ. Và bây giờ chúng ta có thể ấn Print và cái phần in của chúng ta sẽ rất là dễ nhìn, đúng không các bạn? Và chúng ta đã xong hai phần, phần in chính xác không từ không thiếu và phần in lặp lại tiêu đề. Chúng ta chuyển sang phần cuối cùng là đánh số trang. Tương tự như ở trong file vừa rồi, chúng ta ấn Ctrl P. Và bây giờ chúng ta muốn đánh số trang thì các bạn vào phần Page Setup. Chúng ta chọn phần Header và Footer, sau đó các bạn chọn Custom Footer và các bạn click vào phần có dấu thăng này. Đó. Chúng ta ấn OK. Và các bạn sẽ thấy là cái phần trang in nó sẽ nằm ở bên dưới góc trái của trang in, và chúng ta ấn OK. Chúng ta ấn Print. Vậy là sau 3 bước thì chúng ta sẽ có một trang in này vừa vặn và chính xác trong một trang in, được lặp lại tiêu đề và có đánh số trang, các bạn thấy không? Và qua 3 cái bước này, mình hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy là cái việc in ấn ở trong Excel sẽ dễ dàng như in trong Word. Nếu các bạn thấy hay và hấp dẫn, có ích cho các bạn với những cái nội dung kiến thức này thì các bạn hãy like, subscribe, chia sẻ kênh của mình. Và nếu các bạn muốn học thêm những cái nội dung kiến thức gì ở trong Excel thì các bạn có thể comment ở đây, mình sẽ làm thêm clip để hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.